Xin chào và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Hà Nội Computer Quick Review. Và trên tay mình là chiếc F200 bạc đến từ nhà Fullen. Thực sự thì đây là một cái thiết kế mà theo mình là nó hơi kỳ lạ một chút, nhưng nó cũng rất là đặc sắc và đặc sắc nhất so với những chú chuột Fullen mà mình từng review trước kia. Thì không biết với cái thiết kế như thế này thì công năng của nó sẽ như thế nào? Anh em hãy cùng mình xem qua bài review này nhé. Phần vỏ hộp bên ngoài của nó thì đã ghi đầy đủ toàn bộ những thông tin của chiếc F200 này. Tuy nhiên thì có một cái mà mình không hề thích cho lắm, đó chính là thiết kế của cái sổ hướng dẫn đây. Như các anh em có thể thấy, nó chỉ là một cái tờ hướng dẫn rất là mỏng manh thôi, và thậm chí là nó còn hơi bị nhàu trong thời gian dịch chuyển nữa. Không biết rằng là tại sao mà Fullen lại không đầu tư cho chiếc sổ hướng dẫn này thêm một chút nữa nhỉ? Mà thực ra cũng dễ hiểu, bởi vì chiếc chuột này nó khá là rẻ mà mọi người ạ. Như mình đã nói ở đầu video thì thiết kế của chú chuột này nó hơi kỳ lạ một chút, nhưng mà mình nghĩ rằng nó cũng khá là đẹp đấy. Nếu mà các bạn có thể thấy thì ở trên này nó có những cái đường cắt, nó giống như kiểu ở trong những cái tác phẩm nghệ thuật hoặc là những cái bức vẽ graffiti vậy. Và nếu mà các bạn không cắm đèn lên thì nó nhìn trông như một chiếc chuột đã cũ, lại còn có một cái màu xám được phủ sáp ở bên trên nữa, đúng không? Tuy nhiên rằng là ấy, đối với những anh em đam mê đèn đóm các thứ thì mình nghĩ rằng là chiếc chuột này sẽ dành cho các bạn đấy. Bởi một khi chiếc chuột này đã được cắm điện vào thì cái phần đèn LED nó được thể hiện hết sức là đặc sắc, rất là bắt mắt. Và nó có tới 4 chế độ đèn LED lận. Và anh em hoàn toàn có thể điều chỉnh nó thông qua cái nút ở bên trên thân chuột này nhá. Thiết kế về mặt công năng của chiếc F200 này thì mình nghĩ rằng là nó hoàn toàn phù hợp và rất dễ làm quen. Với kiểu thiết kế phù hợp cho cả người thuận tay trái luôn này. Rồi là cái phần cầm nắm của nó cũng hết sức là rất là thon gọn. Thêm một phần nữa là chất liệu của nó thì là chất liệu nhựa được phủ sáp ở bên trên. Nhưng mình thấy rằng là cái thiết kế có phủ sáp bên trên này nó hơi trơn một chút. Và cảm giác nó sẽ hơi bị trơn tay khi mà cầm nắm combat chơi game. Và thêm một cái phần nữa mà mình thấy là hãng sản xuất có thể bổ sung cho nó là hai cái phần bên hông này. Có thể thêm phần nhựa nhám để cho bám tay nữa. Ngoài ra thì chiếc chuột này có 7 nút trên toàn bộ bề mặt chuột, gồm hai nút chuột trái phải này, một nút cuộn, một nút để điều chỉnh DPI và một nút để điều chỉnh đèn LED đã được chú thích rất là cẩn thận ở trên phần nút này rồi nhá. Và hai nút bên hông nữa để backward và forward trên trình duyệt của các bạn. Mặt sau của nó thì nó có hai chân fit Teflon rất là trơn tru, tạo nên một cái sự chuyển động trơn tru mượt mà khi mà anh em sử dụng nó. Về cái mặt cảm giác bấm của chú chuột này thì mình nghĩ rằng mình khá là thích, bởi vì nó không bị zip rồi là không bị dính. Thêm nữa thì nó khá là nảy. Tuy nhiên rằng các bạn cần phải sử dụng một lực bấm khá là lớn thì mới có thể sử dụng nó trơn tru và thoải mái được. Bên cạnh đó thì nó sử dụng cảm biến quang học như con G90 Pro mà mình từng review trước. Thì mình nghĩ rằng cái cảm biến quang học này là một cái cải tiến nhìn chung trong các sản phẩm chuột của nhà Fullen. Thêm vào đó thì mức DPI lên đến 3200, có thể hoàn toàn cho anh em chiến các tựa game MOBA hoặc là FPS rất là ok. Và Switch của nó thì là Switch Huano, có tuổi thọ lên đến 10 triệu lần bấm. Và các bạn có thể nghĩ rằng là 10 triệu lần bấm thì nó có hơi ít không? Tuy nhiên rằng là với một chú chuột 300.000 thì mình nghĩ rằng là nó cũng hoàn toàn hợp lý đấy chứ nhở. Nhìn chung thì mình nghĩ chú chuột này cũng khá là ok so với mức giá siêu rẻ của nó. Và hiện tại thì nó đang được bảo hành 24 tháng tại các showroom của Hà Nội Computer trên toàn quốc. Nếu mà các anh em nào mà muốn chiến game, lấy chuột game giá rẻ thì hãy đến với các showroom để được trải nghiệm trực tiếp nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những bài review sau.